So với các công ty chứng khoán khác thì mảng trái phiếu doanh nghiệp nó có vai trò rất là quan trọng đối với công ty VN Direct. Nó chiếm khoảng 20-25% lợi nhuận hàng năm của công ty. Với công ty niêm yết như là SSI và HCM đã tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp khá lâu, nhưng thị phần vẫn thua xa VND, trong khi VCI chỉ mới bắt đầu gia nhập thị trường này từ năm 2021. Tóm lại thì VND gần như là không có đối thủ trong lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp này so với các công ty chứng khoán niêm yết. Hello mọi người, lại là Hải đây. Dạo gần đây thì có rất nhiều bạn chơi cổ phiếu VinDirect thắng và có inbox hỏi mình là định giá công ty này đã đắt hay chưa và có nên bán hay là giữ tiếp. Thực ra thì VND là một công ty khá lạ cả nhà. Trong số các công ty chứng khoán niêm yết thì VND có một mảng kinh doanh khá lạ và vượt trội hẳn so với các công ty chứng khoán khác trong top 5. Đó là mảng tư vấn trái phiếu doanh nghiệp. Cái mảng tư vấn trái phiếu doanh nghiệp này thực ra rất ít người hiểu thực tế VND nó làm cái gì. Người ta chỉ biết mơ hồ là hình như nó trading trái phiếu gì đó thôi. Còn thực tế là mảng kinh doanh đó đóng góp bao nhiêu và cơ chế nó vận hành thế nào thì họ không có biết. Trên thị trường thì có rất ít báo cáo phân tích một cách sâu sắc và thấu đáo về VND. Thực ra là không có luôn á. Nên mọi người đầu tư VND theo kiểu là nhắm mắt đưa chân và nhìn đại PE quá khứ thấy nó cũng rẻ rẻ so với lại VCI, HCM hay là SSI rồi mua một tí đại thôi. Rồi thấy nó lên chừng 15% là bán à. Thì đầu tư kiểu này thì nó cũng không có giá mục tiêu rõ ràng. Chính vì có rất nhiều điều mơ hồ về mảng kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp của VND, cũng như nhận định của mình là VND có thể trở thành một siêu cổ phiếu ngành chứng khoán trong 5 năm tới, nên mình quyết định làm một cái gì đó về công ty này. Thì mình sẽ ra một cái loạt video 2 phần về VND để giúp mọi người vén cái bức màn bí ẩn về cái hoạt động kinh doanh này của công ty. Ok, mọi người nhìn giùm mình cái hình này nha. Đây là cái hình mình mô tả một cái quy trình mà cái ngành trái phiếu doanh nghiệp, cái ngành tư vấn trái phiếu doanh nghiệp nó vận hành ấy. Thì có hai nhóm chủ thể ở đây. Nhóm thứ nhất là nhà phát hành và nhóm thứ hai là công ty bảo lãnh. Thì nhà phát hành thì có rất nhiều nhà phát hành, nhưng mà ở đây mình lấy hai nhà phát hành là Vingroup hay là VPBank cho đơn giản ha. Thì đầu tiên là nhà phát hành ấy, họ có nhu cầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn đúng không, thì họ sẽ gặp công ty bảo lãnh. Thì công ty bảo lãnh ấy, có rất nhiều công ty, nhưng mà hai công ty nổi tiếng là Techcombank Securities và công ty thứ hai là VN Direct. Thì cái chức năng của công ty bảo lãnh này á, là nó sẽ thẩm định cái chất lượng của đợt phát hành và tư vấn cho nhà phát hành những cái thủ tục cần thiết cần làm để có thể chào bán ra công chúng. Ngoài ra thì nó cũng đứng luôn cái chức năng là đi chào bán ra ngoài cho cái nhà phát hành. Tức là nó sẽ thực hiện cái việc chào bán thông qua hai hình thức, đó là chào bán sơ cấp và chào bán thứ cấp. Bạn thấy cái mũi tên tiếp theo không? Đó, chào bán sơ cấp và thứ cấp. Thì hai cái đối tượng mà thông thường sẽ mua cái trái phiếu doanh nghiệp này thì nó có hai nhóm chính, một nhóm là định chế và nhóm là cá nhân. Nhóm định chế thì nó có ngân hàng nè, quỹ đầu tư trái phiếu nè, công ty bảo hiểm nè, hoặc là nhà bảo lãnh tự nó ôm hàng, là ví dụ VND hay là Techcombank Security nó tự ôm hàng. Nhóm thứ hai là các nhà đầu tư cá nhân, thì ví dụ là những nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp và những người có tài sản lớn thì họ cũng thích đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Nhìn chung thì có hai dạng nguồn thu chính mà nhà bảo lãnh có thể thu được từ một đợt phát hành mới. Các bạn nhìn cái hộp màu xanh lơ này giùm mình nha, cái bóc màu xanh lơ đó. Thì có hai dạng nè. Dạng thứ nhất gọi là phí bảo lãnh phát hành từ 1-3%. Bảo lãnh là gì? Bảo lãnh tức là ví dụ như là Masan phát hành một cái đợt trái phiếu là 1.000 tỷ thì VND nó đứng ra nó bảo lãnh, tức là nó ôm luôn cái đợt 1.000 tỷ này. Tức là nó bỏ tiền túi ra, nó mua luôn 1.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp và nó sẽ tìm cách phân bổ lại 1.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp này ra ngoài. Tức là nó sẽ bán được tới đâu thì nó bán tới đó, còn cái nào bán không được thì nó sẽ tự ôm trong người và ăn lãi suất. Thì cái dạng mà bảo lãnh phát hành này á, thì công ty đứng giữa sẽ chịu rất là nhiều rủi ro, nên cái phí bảo lãnh thường nó cao, nó sẽ từ 1-3% tùy vào cái mức độ rủi ro của trái phiếu doanh nghiệp. Ví dụ nha, Masan phát hành 1.000 tỷ thì VND thấy là cái rủi ro trái phiếu này có thể rơi vào khoảng 2% và họ thu 2% trên 1.000 tỷ, tức là 20 tỷ. Đó là trường hợp bảo lãnh phát hành ha. Cái dạng phí thứ hai mà các công ty trung gian có thể ăn được á, nó gọi là phí đại lý tư vấn. Tức là trong trường hợp này á, là các công ty không đứng ra bảo lãnh cái đợt phát hành trái phiếu đó, mà chỉ nói là ok, tôi sẽ cố gắng tư vấn để giúp anh bán nhiều nhất có thể. Ví dụ như 1.000 tỷ, tôi sẽ cố gắng tư vấn để bán 700 tỷ đi. Còn lại 300 tỷ bán không hết thì anh sẽ phải tự ôm lại cái đống đó, tôi trả lại cho anh. Thì trong trường hợp này á, do công ty trung gian nó không chịu nhiều rủi ro, cho nên cái phí tư vấn thường nó thấp, nó chỉ từ 0-1% thôi.
Ok, thì cái hình trên nó đã mô tả cái vị thế của Vindi trong cái thị trường tư vấn trái phiếu doanh nghiệp này. Cái chart này á, mình sẽ mô tả chi tiết một cái deal mà phát hành trái phiếu doanh nghiệp nó sẽ đi ra như thế nào nha. Đầu tiên bạn nhìn giùm mình cái logo Vingroup bên tay trái. Và Vingroup có nhu cầu phát hành 1.000 đô la trái phiếu doanh nghiệp thì nó sẽ gặp Vindi. Cái việc đầu tiên mà Vindi nó làm á, là thực hiện khảo sát về mức độ hứng thú của nhà đầu tư đối với cái deal phát hành trái phiếu doanh nghiệp này. Các bạn nhìn tiếp cái mũi tên hướng qua tay phải nha. Cái mục tiêu thứ nhất mà Vindi nó muốn làm á, sẽ là chào bán 100% cái deal phát hành này cho nhà đầu tư tổ chức trên thị trường sơ cấp. Thì các nhà đầu tư tổ chức ở đây là ai? Đó là ngân hàng, đó là quỹ đầu tư và công ty bảo hiểm. Tuy nhiên nếu mà các nhóm nhà đầu tư này á, họ từ chối và họ không thích cái deal này, thì các bạn nhìn giùm mình cái mũi tên hướng xuống nha. Thì nếu các tổ chức trên không hứng thú cái deal phát hành này, thì Vindi sẽ ôm hết 1.000 đô la trái phiếu doanh nghiệp. Sau khi Vindi nó ôm xong cái deal này á, thì nó sẽ có hai phương án để nó bán tiếp. Thứ nhất là nó bán cho nhóm nhà đầu tư cá nhân, và thứ hai là nó tiếp tục bán cho một nhóm nhà đầu tư tổ chức khác. Thì mình nói cái trường hợp bán nhà đầu tư tổ chức khác trước nha. Thì đây là cái nhóm cũng vẫn là ngân hàng, cũng vẫn là quỹ đầu tư và cũng vẫn là công ty bảo hiểm. Nhưng mà ở bước này thì nó sẽ phân phối cho nhà đầu tư tổ chức trên thị trường thứ cấp. Còn đối với nhóm nhà đầu tư cá nhân á, thì nó cũng sẽ làm hai phương án. Một là Vindi sẽ bán sơ cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, hoặc là repo trái phiếu trên thị trường thứ cấp. Bán sơ cấp cho nhà đầu tư cá nhân là sao? Tức là Vindi nó nói á, là ê, bây giờ tao có cái deal này nè, mày muốn tham gia với tao từ đầu không? Thì mình mua sơ cấp luôn. Thì mày chỉ việc mua trái phiếu ở mệnh giá, chứ không bị mua cao hơn, tức là ăn chênh lệch. Còn nếu mà không có nhà đầu tư cá nhân nào muốn tham gia mua sơ cấp, thì Vindi sẽ repo trái phiếu trên thị trường thứ cấp. Và sau cái việc bán đó thì trái phiếu sẽ chính thức lưu hành trên thị trường thứ cấp. Cho những bạn chưa hiểu thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp là gì á, thì thị trường sơ cấp là thị trường mà chứng khoán, tức là cổ phiếu hay trái phiếu, lần đầu tiên được chào bán ra công chúng. Còn thứ cấp là gì? Là sau khi bán cho nhà đầu tư đầu tiên á, thì sau đó họ muốn ra ngoài mua đi bán lại tùm lum ở ngoài á, thì gọi là thứ cấp. Tương tự như vậy, cái repo định nghĩa là cái gì? Repo là việc mà công ty thực hiện một cái việc là bán cho ai đó và cam kết mua lại sau một khoảng thời gian nhất định. Đó thì nó là hoạt động repo. Chi tiết về repo thì mình sẽ giải thích ở những phần sau ha, chứ còn nói về nó thì cũng dài. Các bạn nhìn giùm mình cái hộp màu cam nha. Nó sẽ mô tả 4 nguồn thu của Vindi trên cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp này. Nó không chỉ đơn giản là đứng giữa ăn trung gian đâu các bạn, nó có rất nhiều nguồn thu. Cái nguồn thu thứ nhất là mình đã đề cập ở cái chart trước rồi, đó là phí bảo lãnh phát hành hay là phí đại lý phát hành trong việc chào bán sơ cấp cho nhà đầu tư tổ chức. Cái loại nguồn thu thứ hai mà Vindi nó thu được á, là nó sẽ ăn được chênh lệch mua bán, tiếng Anh nó gọi là bid ask spread trên thị trường thứ cấp khi mà mua bán cho các nhà đầu tư cá nhân. Tức là ví dụ như nhà đầu tư cá nhân họ có nhu cầu mua vào bán ra, thì Vindi sẽ dùng cái kho hàng của họ và họ phân phối lại. Thì cứ mỗi lần như vậy á, nó sẽ có giá chào bán và giá chào mua. Nó có một cái chênh lệch nhỏ mà nhà đầu tư cá nhân phải chịu, thì họ sẽ ăn chênh lệch đó. Cái nguồn thu thứ ba mà Vindi nó thu được á, là nguồn thu từ tự doanh trái phiếu để mà ăn chênh lệch. Thì cái này sẽ phụ thuộc vào việc tăng giảm của lãi suất của nền kinh tế. Và giống như kiểu là bạn mua bán cổ phiếu vậy đó, mua giá 10.000 và tìm cách bán giá 12.000 để lời được 2.000. Và cái nguồn thu thứ tư của Vindi là họ sẽ tìm cách repo cái trái phiếu mà họ đang nắm giữ trên thị trường thứ cấp và dùng cái tiền thu được để tái đầu tư vào mảng cho vay margin. Thì như vậy á, cái phần chênh lệch sẽ là cái lãi suất repo và lãi suất cho vay margin. Ok, thì đó là tổng quan về một cái quy trình phát hành trái phiếu nha. Bây giờ mình sẽ mô tả cái tiềm năng của cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam như thế nào. Thì các bạn nhìn giùm mình cái chart màu vàng này. Đây là cái chart về giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới qua các năm. Nó tính theo đơn vị là tỷ đồng này các bạn, mình thiếu đơn vị ở đây. Bạn thấy là năm 2020 á, thì tổng giá trị trái phiếu phát hành ra ngoài nó chỉ giá là 435.000 tỷ. Và trong giai đoạn từ 2015 tới 2020 á, cái thị trường này nó có một tốc độ tăng trưởng kép là 46,3% một năm. Kinh hoàng như các bạn. Bạn vô thị trường nào kinh doanh mà nó tăng trưởng một năm 40 mấy% thì tự nhiên doanh nghiệp của bạn cũng tăng trưởng 40 mấy% theo. Thì bạn sướng quá rồi đúng không? Thì đây là một cái đại dương xanh, chưa có ai khai phá nhiều đâu.
và VND là một trong những công ty tiên phong trong thị trường này. Cho giai đoạn bán niên năm 2021 thì cái thị trường này nó tăng trưởng hơi chậm lại chút, nó chỉ có 5,6% thôi. Nhưng mà lý do là vì ra một số cái thông tư nó liên quan tới quy định về định nghĩa của một cái nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp là như thế nào. Nó ra khá nhiều cái quy định rắc rối á, cho nên cái lực phát hành và cái lực mua nó chưa có được mạnh. Nhưng mà dự kiến là trong giai đoạn nửa cuối 2021 thì cái tăng trưởng nó sẽ quay trở lại các bạn. Ok, thì thị trường thì nó tăng trưởng nhanh là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng muốn biết là VND họ chiếm được bao nhiêu phần trăm thị phần trong thị trường này. Thì các bạn nhìn giùm mình cái hình tròn này nha. Chúng ta thấy ở đây là thị phần của các công ty đầu ngành nè. Chúng ta thấy dẫn đầu là TCBS, tức là chứng khoán Techcombank. Thì TCBS vẫn là công ty luôn dẫn đầu thị trường này trong gần 10 năm qua. Bởi vì đứng sau lưng TCBS á, là có ngân hàng Techcombank rất là mạnh. Đứng thứ nhì là VN Direct nha. Và đứng thứ ba là Tiên Phong Bank, chứng khoán Tiên Phong Bank. Đứng thứ tư thì là chứng khoán An Bình. Đứng thứ năm là chứng khoán Ngân hàng Thịnh Vượng, VPS. Đứng thứ sáu là HD Bank. Chứng khoán HD Bank là của ngân hàng HD Bank á. Rồi sau tới Rồng Việt. Thì đây là những công ty mà lớn nhất trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp này. Và VND có cái vị trí thứ hai nó cũng duy trì được một thời gian mấy năm rồi. Cho nên mình tin là trong thời gian tới thì VND sẽ tiếp tục giữ vị trí thứ hai này. Và có thể phần nào đó tiệm cận dần dần so với TCBS. Mặc dù khoảng cách bây giờ cũng còn một khoảng cách nhất định nữa. Không giống như các công ty chứng khoán khác, cái mạng trái phiếu doanh nghiệp nó có vai trò vô cùng quan trọng với VND. Nó chiếm từ 20-25% lợi nhuận hàng năm của công ty. Với các công ty niêm yết, ví dụ như là SSI hay là HCM thì đã tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp này khá lâu rồi. Nhưng mà thị phần của họ thì thua xa VND và gần như không có bản đồ trên thị phần luôn nha. Trong khi VCI thì chỉ mới bắt đầu gia nhập thị trường trái phiếu doanh nghiệp kể từ năm 2021. Túm lại là VND gần như không có đối thủ trong lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp này giữa các công ty chứng khoán niêm yết, bởi vì TCBS chưa niêm yết các bạn. Mọi người hãy cùng xem cái bảng này, mình so sánh về cái mảng hoạt động kinh doanh này giữa các công ty top 4 với nhau nha. Trong cái bảng này thì mình có 5 tiêu chí để mình so sánh các công ty chứng khoán với nhau trong cái mảng tư vấn trái phiếu doanh nghiệp. Thứ nhất là khách hàng mục tiêu, thứ hai là kênh phân phối, thứ ba là chất lượng nhà phát hành, thứ tư là thị phần và thứ năm là mức độ tập trung, focus của ban lãnh đạo vào cái mảng này. Thì các bạn thấy về khách hàng mục tiêu thì VND họ target khách hàng cá nhân và tổ chức, SI cũng là cá nhân và tổ chức. HCM thì mình chưa có tìm hiểu được một cách rõ ràng và nó chưa có thông tin available nên mình sẽ cung cấp sau. Về phía VCI thì họ cũng đang chào bán cho nhà đầu tư cá nhân là chính, phần còn lại thì họ tự ôm. Về kênh phân phối thì VND họ đã build được một cái team sale chuyên biệt để bán cái mảng này rồi. Tuy nhiên đối với SSI, HCM và VCI thì họ vẫn ép nhân viên môi giới chứng khoán phải bán cái trái phiếu doanh nghiệp này và nó hơi không hiệu quả lắm. Về chất lượng nhà phát hành thì VND thì họ tập trung vào phân khúc cũng là trung cao và cũng tương tự như vậy, SSI, HCM và VCI cũng tập trung vào các phân khúc là trung bình tới cao. Nó không quá cao các bạn, họ sẽ target những công ty tầm trung thôi. Nó không quá cao như là VinGroup hay là Masan. Tại vì VinGroup hay Masan thì thường hay làm việc với lại TCBS. Về thị phần thì VND là số 2 rồi, chúng ta không cần phải nói nữa. Còn SSI, HCM và VCI là rất là nhỏ và không có tên trên bản đồ luôn ha. Và cuối cùng là mức độ tập trung của ban lãnh đạo vào cái mảng kinh doanh này. Đối với VND là rất cao, đối với SSI, HCM là trung bình. VCI thì mình nghĩ là họ mới tham gia ngành nên mức độ tập trung chưa có nhiều, nhưng mà trong thời gian tới chắc là họ cũng sẽ quan tâm, nhưng mà cũng chỉ cỡ như SSI, HCM thôi. Vì VCI họ quan tâm tới mảng IB cho cổ phiếu nhiều hơn. Đó là cái mảng này. Ok, thì sơ bộ vậy là về cái mảng hoạt động kinh doanh khá độc và lạ của VND. Đó là mảng tư vấn trái phiếu doanh nghiệp. Video về VND thì mình sẽ có hai phần, nên mình để dành cái phần định giá mình nói video sau nha. Thực ra thì mình định giá xong rồi, nhưng mà thôi để mình để phần video sau đi cho nó hấp dẫn cho cả nhà. Ok, thì nếu bạn thích video này thì hãy cho mình một like, hãy share video này nếu bạn nghĩ là có ai đó cần nó, và hãy subscribe kênh mình để nhận được video mới sớm nhất. Chào cả nhà.